nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, con cảm ơn những hồng ân Chúa đã ban cho con. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương, nâng đỡ, che chở cho gia đình con, cùng những người con thương yêu, được mạnh khỏe và bình an. Xin Chúa hãy dùng tình yêu của người yêu thương, nâng đỡ, che chở và đánh thức lương tri của những người công an, cán bộ quan tham, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để họ biết hối cải, dừng tay gây tội ác với người dân, để làm những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, để người dân được hưởng những quyền con người căn bản. Xin Chúa hãy dùng tình yêu của người yêu thương, nâng đỡ, che chở cho những người bạn của con đang phải chịu hoạn nạn nơi chốn lao tù, để họ có sức khỏe và niềm tin để vượt qua cơn hoạn nạn này, để trở về làm những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Con cảm ơn Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.